Kể từ khi ra mắt tới nay, Yamaha Exciter 150 có thể nói là một trong những mẫu xe được đổi nhiều nhất tại Việt Nam. Phong trào đổi xe Exciter diễn ra rất mạnh mẽ và được sự ủng hộ của cả Yamaha Việt Nam với các cuộc thi xe độ được tổ chức trong khuôn khổ nhiều sự kiện của hãng. Tại lễ hội Wild Rider 2017 vừa qua, được Yamaha tổ chức, một loạt những mẫu xe Exciter độ đẹp từ Bắc tới Nam đã được trưng bày. Trong đó, chiếc xe của một người chơi tới từ Cần Thơ đã gây được nhiều chú ý với những phụ tùng hàng độc được độ lại hai hò. Trên chiếc xe này, cặp mâm trước sau của chiếc Exciter nguyên bản đã được thay thành cặp mâm 6 cách chữ Y, có nguồn gốc từ mẫu Sportbike 2 kỳ April RS 125. Ngoài ra, dàn chân trước cũng trở nên nổi bật với phục ga di tiện chân nhôm CNC phong cách phục Olin, đĩa phanh carbon black và heo Rambo M4 4 piston. Ở phía trên tay lái trái của xe có sự xuất hiện của đèn xi nhan Motoga ghép cánh gù, bao tay Domino cùng con tách rút gọn và cùm côn Rambo Violet. Còn ở bên tay lái phải có sự xuất hiện của bình dầu Bonamici Racing siêu nhỏ gọn. Toàn bộ dàn áo nguyên bản của chiếc xe Exciter 150 độ này đã được chủ nhân đặt lại dán sợi carbon thật, sau đó tiếp tục sơn hình ảnh của tay đua Valentino Rossi. Một số món đồ chơi vốn dành cho mẫu Superbike BMW S1000RR đã được trang bị cho chiếc xe, trong đó có cây bô Yoshimura Tricon kèm của bô Titan khò 7 màu cùng dàn đế chân vốn dành cho BMW HB4. Cả hai lớp trước và sau đều là loại Michelin Pilot Street cho độ bám đường tốt hơn. Ở phía sau, thay vì gấp nguyên bản, chủ xe đã thay cho chiếc Exciter gấp hộp kim cứng cáp từ KTM đúc 390. Trong khi đó, hệ thống phanh sau bao gồm heo Rambo logo lớn và đĩa Raking. Dầu cho hệ thống phanh sau được chứa bởi bình dầu Evotec, ngay bên cạnh là cây phục Olin, đem tới cho Exciter cảm giác điều khiển ổn định hơn. Theo phong cách xe đua, bộ yên nguyên bản đã được gọt mỏng với ốp yên solo bằng sợi carbon. Ở phía sau và phía trước là gò đệm chống trôi. Kết thúc bản độ là bát biển số rút gọn để cho chiếc xe trở nên thể thao hơn. Được ghép nối từ nhiều phụ tùng độc đáo, chiếc côn tay Underbone Yamaha Exciter 150 của một biker Cần Thơ đã có ngoại hình mắt và giống như một chiếc xe đua thực thụ. Đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Moto.